Thiên Di ơi, Thúy Ngọc đố Di nha. Di có biết hiện tại đang là mùa gì không? Và nếu nói đến mùa này thì Di sẽ nghĩ ngay đến nơi nào mà sẽ làm cho con người ta say đắm hen? Cái này Thiên Di biết nè, đó là mùa thu phải không Ngọc? Và nơi làm cho chúng ta xao xuyến khi nghĩ về chắc chắn là Hà Nội rồi. Mùa thu ở đây vừa đẹp lại vừa lãng mạn nữa, mang hơi thở của thời gian. Ôi nói chung là đẹp lắm đó. Mà đáp án có phải vậy không Thúy Ngọc? Đúng rồi đó, chính xác đó là mùa thu Hà Nội. Theo Ngọc được biết thì chủ đề này xuất hiện rất nhiều trong những tác phẩm từ văn chương nè, hội họa và đến cả âm nhạc nữa. Và khi nói đến đây, Thúy Ngọc đoán rằng nhiều bạn cũng đã và đang yêu mùa thu như hai đứa mình đó. Mọi người hay nói với nhau rằng mùa này là mùa yêu, mùa để tâm hồn đông đầy giao cảm trước thiên nhiên, mùa của tiết trời bắt đầu se se lạnh, mùa của những nhớ nhung làm man mác dại khờ trong chiều băng khuâng, cô quạnh đến nao lòng. Vậy thì có lý gì ta không khỏi ngẩn ngơ nếu như đáy hồn ta chưa quá già nua và chai sạn? Nói đến đây, cho quý thính giả đang thắc mắc là tại sao hai đứa con gái miền Nam đang sống tại Sài Gòn lại ngồi ở đây, tự tin cất giọng để nói về một chủ đề quá xa xôi như mùa thu Hà Nội. Có thể đây là một điều khá kỳ lạ, nhưng Di lại nghĩ ai cũng có quyền được tìm hiểu, quyền được nhung nhớ, quyền được yêu, quyền được cảm nhận về bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, kể cả điều đó có xa xôi như thế nào đi chăng nữa. Cũng như các bạn miền ngoài, mong muốn được trải nghiệm những nét đặc trưng của miền Tây sông nước, rồi trót yêu và thương nhớ vùng đất này. Mà không riêng gì miền Tây đâu, khắp quê hương Việt Nam chúng ta, nơi nào cũng đẹp cả. Mỗi nơi, mỗi vùng đều có nét đặc trưng riêng, phải không Thúy Ngọc? Quá đúng luôn, để Ngọc kể Di nghe nha. Mấy hôm trước Ngọc vừa có một cuộc video call với một cô bạn thân người Hà Nội của mình. Tạm gọi là nhỏ một mí đi ha, vì nó có một đôi mắt một mí cực kỳ đặc trưng, nhưng nhìn tổng quan thì nó xinh lắm, xinh đúng chuẩn con gái Hà Thành, nét đẹp nhẹ nhàng, tào nhã và lịch thiệp. Và rồi trong cuộc trò chuyện 3 tiếng đồng hồ đó, nó kể cho cả nhóm về mùa thu Hà Nội đẹp dịu dàng như thế nào. Sở dĩ nó kể nhiều đến như vậy là vì đáng ra nhóm một mí nè, Ngọc và hội bạn Chí Cốt sẽ cùng nhau bay ra Hà Nội vào mùa thu năm nay. Nhưng cuối cùng thì lại đành lỡ hẹn với Hà Nội bởi dịch bệnh. Nhóm một mí cũng nhém tí là không về quê được. Nó kể nhiều lắm, nhưng có một chi tiết làm Ngọc nhớ mãi. Thực sự Ngọc là một người không thích các loài hoa cho lắm, nhưng có lẽ vào mùa thu năm sau, Ngọc sẽ phải làm một chuyến ra Hà Nội để được ngắm tận mắt những chiếc xe đạp đông chở đầy hoa mà nhóm một mí đã gửi cho bọn Ngọc xem. Không phải chi riêng Ngọc mà hình như những du khách đến Hà Nội bao giờ cũng có ấn tượng sâu đậm về những chiếc xe hoa đầy lãng mạn này. Nhóm một mí kể rằng ở thời điểm hiện tại, khi mà đô thị dần lấn át những vùng đất chuyên trồng hoa từ ngày xưa, thì sắc hoa bốn mùa bây giờ sẽ được chuyển vào từ ngoại thành qua từng ngõ phố bởi những chiếc xe đạp trồng cần mẫn của những cô chú bác, các cô, các chị. Mỗi ngày họ đều sẽ âm thầm tiến sâu vào những con đường, góc phố sương sớm. Dường như những người vô tình mang cái đẹp đến cho đời bao giờ cũng đều lặng lẽ như vậy. Giữa những tiếng ồn ào, giữa không khí bụi bặm nơi phố xá, những chiếc xe đạp trong ấy vẫn chậm chậm, không vội vã, đi khắp các con phố và rồi vẫn giữ được cho mình nguyên vẹn vẻ bình yên, nên thơ, vừa bình dị lại vừa tào nhã. Thiên Di thiết nghĩ, không cần cầu kỳ, cũng không cần xa hoa, cứ giản dị và tự nhiên như vậy, đây vẫn sẽ luôn là một nét riêng biệt, tô điểm thêm cho vẻ đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa của những con đường chốn Hà Thành và tô điểm cho đời sống tâm hồn của người dân vùng đất thủ đô văn hiến nghìn năm. Thank you.
Sau buổi trò chuyện đó, Ngọc chợt nhớ ra hình như một bạn thính giả của Radio Đêm Cảm Xúc cũng đã gửi về cho chương trình bài Cuối Thu Xa Nhớ Mùa Thu Hà Nội của chị Trần Thủy vào tháng trước. Và khi đọc bài này, Ngọc gần như có thể đắm mình vào tiết thu Hà Nội nhẹ nhàng, êm đềm và hương vị thu nồng nàn, phiêu lãng đến nao lòng. Chúng ta cùng đọc Thiên Di nhé! Tôi yêu mùa thu trong những ngày bất chợt, khi nắng mỏng như tơ, vương phủ lan tỏa đến tận chân trời, khi gió heo mây luồn vào da thịt đã biết tê, biết cóng, khi không gian và sắc bầu cùng hòa quyện, chuyển mình đến kỳ ảo, miên man. Tôi yêu những hàng cây ngỡ ngàng, khoác tấm áo vàng, áo đỏ, lặng nhìn những khoảnh khắc dịu dàng thu lướt qua, trao nhanh tựa như chiếc lá sớm lìa cành. Nhẹ bước chân trên thảm lá khô sau một đêm gió thổi, tự hỏi lòng, đông sắp đến thật rồi sao? Rất ngắn thôi, nhưng rất tinh tế trong những khoảnh khắc giao mùa cuối thu, khi mà thiên nhiên muốn dâng hiến trọn vẹn chút tơ lòng còn sót lại. Cây cối như gồng mình lên, dồn hết dòng nhựa chắc chiêu xe suốt, dồn hết những mạch nguồn ấm áp yêu thương, nuôi dưỡng cho đám lá vàng, lá đỏ kia khỏi sớm xa nhánh, lìa cành, gấp gáp, vội vã trổ hết sinh lực cuối cùng để bật lên những mảng màu huyền diệu, cố níu kéo sự sống đang xa dần theo nhịp chảy của thời gian. Thế nên nhân gian mới có được một bức tranh sắc màu thiên nhiên hoàn hảo nhất, mãn nhãn nhất trong năm, mà tôi chắc không mùa nào có được. Bức tranh tuyệt vời đó không có ở bất cứ bảo tàng nghệ thuật nào. Nó hiện hữu quanh ta vô cùng kỳ ảo, trong sắc nâu đỏ của lá phong cuốn bay theo gió, trong sắc hồng vàng vương lẫn màu xanh của vườn lê vườn đào đang thị giữa vụ, và cả cánh đồng hướng dương mỉm cười rực rỡ đón ánh mặt trời. Xa xa kia, từng đám mây xếp chiêu bông ai treo trên đỉnh núi, soi bóng mình lồng lộng xuống dòng sông. Nhưng đó là những ngày bất chợt, những khoảnh khắc vàng khi nắng nhạt còn vương. Mùa thu Hà Nội thường gắn liền với cơn mưa li ti kéo dài, dài dẳng. Dù chỉ mỏng như sương, vương như khói, nhưng cũng đủ làm hoèn mị mắt, khiến cho ngày ủ dột mãi không thôi. Bình minh thức giấc khi đã gần trưa, còn hoàng hôn dậy trốn khi chiều chưa kịp xuống. Ngày ngắn đến lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy thời gian cứ sầm sập đi qua không một lời nhắn nhủ. Người ta dễ vương vấn nhớ thương khi đắm mình trong tiết thu nhàn nhạt nắng. Trong căn gác tâm hồn lại được chạm vào khi hoàng hoải một chiều thu. Lời bài hát quen thuộc cất lên như đưa tôi về một vùng xa ngại ngãi. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu, Trịnh Công Sơn. Quê hương tôi đó, nơi phố dài heo hút hơi mây, nơi mặt nước Hồ Tây loang loáng ánh trăng, miên man theo từng con sóng nhỏ. Trở về ư, đã bao lần Hà Nội đón tôi về đều vào mùa thu, nghe tiếng rau mỗi sớm mai mà tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi thức dậy trong căn nhà tuổi thơ ngập tràn kỷ niệm. Cây hoàng lan trước hiên vẫn dịu dàng tỏa hương, mà sao tôi cố hít hà thật sâu, như chỉ sợ ngày mai thôi sẽ chẳng tìm đâu được nữa. Tôi theo chân mẹ ra chợ sáng mùa thu, bầu trời cao và trong xanh vời vợi.
gió dịu dàng vuốt ve mái tóc, làm se se đôi má tôi ửng hồng. Nắm tay mẹ thật chặt, tôi bỗng thấy mình của những ngày xưa cũ, như cô bé con lý lắc thuở nào. Tôi muốn giữ thật lâu cảm giác đó, khoảnh khắc đó, bởi tôi sợ rằng khi xa mẹ rồi, có một ngày trở về, tiếng gọi mẹ ơi bỗng thành xa vắng. Tôi bơ vơ một mình, lạc lõng giữa chốn chợ quê. Bất chợt tôi chạm vào mùi cơm dẻo tươi, thơm hương lúa mới, mùi chuối trứng cuốt đượm nắng, quạnh gió ngọt ngào, những quả hồng đỏ mọng tròn căng, cối đầu lên nhau nũng nịu, những quả na cuối mùa đang chờ mở mắt, và cả trái bưởi vàng ươm thơm nức, như đánh thức tuổi thơ êm đềm của những đêm trong trăng. Tất cả hương vị mùa thu đó được gói ghém trong chiếc giỏ mây theo chân mẹ con tôi về nhà. Không biết các bạn có ai sau khi nghe số radio ngày hôm nay, bất chợt đâu đó trong tâm thức lại muốn xách ba lô lên thăm Hà Nội ngay và luôn không ha? Hiện tại là có Ngọc với Di rồi nè. Mình sẽ lập team để cùng thực hiện hành trình sống trẻ nha. Nhưng mà đến Hà Nội vào mùa thu, mình sẽ làm gì và đi đâu vậy Ngọc? Nếu là Ngọc nha, thì Ngọc sẽ rủ mấy đứa bạn đến viếng Lăng Bác nè, rồi chạy xe ra Hồ Tây, mang một ít sấu ngâm ra nhâm nhi với hội bạn. Mua một ít cúc hạ mi về ngắm nữa, dừng chân bên những quán nướng bên đường, ghé thăm phố cổ, dạo quanh Hồ Gươm nè, và ngắm mình trong hương hoa sữa thơm ngát giữa tiết trời thu đầy lãng mạn nữa. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội, cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội, cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố, bia hơi bia hè. Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa. Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng, Hà Nội là em, vũng dài thơm kín,
Nội mẹ tôi vẫn khăn nâu rộng, một đời áo cũ thương con mắt đỏ thơ chồng. Hà Nội lúc nào cũng vui, cả nhà ra ngắm Hồ Gươm xanh. Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ hơi ấm bàn tay anh. Bạn của tôi ơi, đừng nghe nói mùa thu vàng ở châu Âu mà không biết rằng Hà Nội vào thu rất đẹp. Hãy lắng nghe những âm thanh cuộc đời vẫn đang vặn mình thao thức ngoài kia. Hãy nghe tiếng thu trong những đêm xào xạc lá đổ. Bạn sẽ thấy tan hết muộn phiền khi ướp lòng mình dưới ánh đèn vàng với hương hoa sữa nồng nàn nhưng rất đổi thân quen. Và Thúy Ngọc tin rằng không riêng gì chị Trần Thủy, không riêng gì người Hà Nội, mà có lẽ ai trong chúng ta nếu đã được một lần đặt chân đến thủ đô thân yêu cũng đã từng có cho mình những xúc cảm bất chợt về mùa thu Hà Nội như thế. Có thể vào mùa thu năm sau nữa, hay là một năm nào đó mà tôi không biết, nhưng tôi mong rằng không chỉ là người Việt Nam mà còn là các bạn ở đất nước khác cũng sẽ được một lần trong đời ghé thăm, cảm nhận và rồi để lại nỗi nhớ nhung với Hà Nội phố, với tiết trời thu, với con người, với khung cảnh, với hương hoa sữa nồng nàn tại vùng đất bình yên này. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe kênh radio đêm cảm xúc của chúng tôi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ 6, tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng trên YouTube và fanpage Facebook. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình sống trẻ, sống trọn những phút giây.